Ông Trump cảnh báo các viện trợ cho Israel nếu tái đắc cử. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30 tháng 4 tuyên bố giữ nguyên quan điểm Israel nên kết thúc chiến dịch quân sự ở Gaza trước khi mất đi sự ủng hộ từ quốc tế. "Tôi cho rằng Israel đã xử lý mảng quan hệ công chúng quá tệ." Ông Trump bình luận trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Time ngày 30 tháng 4. "Ông cho rằng Israel không nên tiếp tục lan truyền những bức ảnh về các tòa nhà đổ sập và bị đánh bom mỗi đêm ở Gaza." Bên cạnh đó, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ nhân Nhà Trắng 2024 cho biết, ông không loại trừ khả năng cắt quản viện trợ quân sự cho Israel nếu tái đắc cử. Trước đó, ông từng là người kiên quyết bảo vệ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến khi ông cáo buộc nhà lãnh đạo Israel và quân đội nước này đã khiến cuộc xung đột với lực lượng Hamas bùng nổ. Theo ông Trump, ông Netanyahu đã nhận về vô số chỉ trích sau cuộc tấn công qua biên giới của lực lượng Hamas ở Gaza hôm 7 tháng 10 năm 2023. Tôi nghĩ điều này đã ảnh hưởng tới ông Netanyahu một cách nặng nề, khiến ông ấy bất chấp mọi thứ. Ông Trump nói, Israel có những thiết bị tinh vi nhất, họ có mọi thứ để ngăn chặn vụ tấn công. Rất nhiều người biết về điều đó, chỉ có Israel là không. Ông Trump lập luận thêm. Dạng sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hamas đã bắn hàng nghìn quả rocket về phía Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng. Cựu tổng thống Mỹ không phải là người đầu tiên chỉ trích quân đội và chính phủ Israel vì phản ứng chậm chạp trước loạt cảnh báo về một cuộc tấn công của lực lượng Hamas. Theo truyền thông Israel, nhiều nhân viên quân sự và tình báo đã cố gắng truyền tin tới cấp trên của họ, thậm chí một số quan chức Ai Cập còn nói rằng đã phát cảnh báo Israel vài tuần trước khi thảm kịch xảy ra. Khi còn đương chức, ông Donald Trump từng là đồng minh thân cận của thủ tướng Netanyahu. Ông còn tự miêu tả bản thân là tổng thống Mỹ thân Israel nhất trong lịch sử ông Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran theo yêu cầu từ Israel, chuyển đại sứ quán Mỹ ở Israel đến Tây Jerusalem, cũng như làm trung gian cho Hiệp định Abraham, một thỏa thuận giúp Israel bình thường hóa quan hệ với Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Maroc và Sudan.